là đội tuyển Thái Lan với tỷ số là 1-6. Người sẽ đá phạt góc là Nguyễn Thị Xuyến. Rất nguy hiểm, như vậy là lưới của Malaysia đã bị rung lên. Bàn thắng đầu tiên cho các cô gái Việt Nam. Đó là pha lập công của Minh Nguyệt. Thì rất có thể các cô gái đỏ vẫn sẽ tiếp tục chơi tấn công để tìm kiếm thêm những bàn thắng để tạo nên một chiến thắng tưng bừng trước đội tuyển nữ Malaysia. Lên hàng phòng ngự của đối phương. Khá nguy hiểm. Chưa có bàn thắng thứ hai cho đội tuyển nữ Việt Nam. Cú đánh đầu vừa rồi của hình như cũng không mấy hiểm, đã có lý do để lo lắng. Các cô gái Malaysia vẫn đang chơi rất yếm thế trước đội tuyển nữ Việt Nam. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp một đã trôi qua, chúng ta vẫn đang dẫn trước Malaysia với tỷ số 1-0. Dứt điểm quá hiền. Và kết thúc vừa rồi là của Tuyết Dung. Đường chuyền về vừa rồi là hơi mạo hiểm, đó là một đường chuyền hơi non. Cơ hội Huỳnh Như đối mặt thủ môn, không được. Huỳnh Như đã băng lên rất nhanh. Tuy nhiên là cú chạm bóng cuối cùng thì Huỳnh Như lại dứt điểm không thành công. Huỳnh Như là thành viên của đội bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Còn khoảng 10 phút nữa là hiệp một của trận đấu sẽ khép lại. Tỷ số vẫn đang là 1-0. Đó là một cú đá bóng sống rất tốt. Tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á, thành tích tốt nhất của đội tuyển nữ Malaysia lúc này là vị trí thứ tư vào năm 2007. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Rất may là Kiều Trinh đã kịp lùi về của bóng đá nữ Malaysia tại các kỳ SEA Games và đứng ở vị trí thứ tư vào năm 2003. Thêm một cơ hội nữa cho các cô gái Việt Nam. Dứt điểm không vào, bóng đá trúng xa ngang. Đó là cú dứt điểm của Nguyễn Thị Xuyến. Cú dứt điểm rất căng và nguy hiểm. Trước đây chúng ta đã có được bàn thắng thứ hai. Cơ hội Tuyết Dung. Như vậy là 2-0 cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Một cú đá rất tốt. Tuyết Dung đã nhân đôi cách biệt cho đội tuyển nữ Việt Nam với một cú đá xa và căng. Cú đá ở sát vòng 10-50 của Tuyết Dung. Một cú đá bằng chân trái. Tuyết Dung đã dứt điểm rất lạnh lùng sau một tình huống xử lý bóng. Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam vừa rồi đã được đảm bảo thêm bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt của Tuyết Dung. Huỳnh Như không vào, vẫn là Huỳnh Như. Rất tiếc cho đội đá mặc áo số 9 bên phía đội tuyển nước Việt Nam. Từ đầu trận đến giờ thì đã có không ít lần Huỳnh Như đối mặt với thủ môn Junaidi của Malaysia, nhưng cho đến thời điểm này thì cô gái mang áo số 9 của đội tuyển nước Việt Nam vẫn chưa một lần thành công. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Huỳnh Như đã bứt lên rất nhanh. Tiếc là cú dứt điểm đầu tiên của Huỳnh Như đã bị thủ môn Junaidi của Malaysia chặn lại. Kết thúc rất nguy hiểm. Bóng đã trúng xa ngang. 3-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Và đó lại là Minh Nguyệt. Bóng đã trúng vào xa ngang và Minh Nguyệt đã băng vào đá ngay. Cú chạm bóng bằng chân phải. Nguyễn Thị Liễu và Thanh Hương đã được tung vào sân. Nguyễn Thị Nguyệt cũng là cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 này. Khá nguy hiểm, bóng lại trúng xa ngang. 4-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Người ghi bàn có lẽ là Huỳnh Như. Khung thành của đội tuyển nữ Malaysia. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Huỳnh Như
đã băng vào đệm bóng ở một tư thế khá dễ dàng. Công đầu trong bàn thắng này phải thuộc về cầu thủ mang áo số 4 bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Rất nguy hiểm, không vào. Chút nữa đã có bàn thắng thứ 5 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Rất chống trải và rất thuận lợi. Huỳnh Như đã đệm bóng ngay. Cầu về phải của Malaysia là Ramli đã không hoàn thành nhiệm vụ thì đã rất nhiều lần để cho Nguyễn Thị Xuyến thoát xuống ở bên phía cánh trái. Tuyết Dung không vào, bóng lại trúng xa hàng, không có bàn thắng thứ 5 cho đội tuyển Việt Nam. Chút nữa Tuyết Dung cũng đã có được bàn thắng thứ 2 của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Pha phối hợp rất tốt của các cô gái Việt Nam.